Hiệp 1 đã diễn ra với một tốc độ và chất lượng chuyên môn khá cao. Bây giờ là cơ hội dành cho đội trưởng Lam Nasita. 2-1. 2-1 cho cầu thủ U23 Lào. Bàn thắng thứ tư của Lam Nasita tại SEA Games 26. Cú dứt điểm rất tốt của Lam Nasita và anh tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng của đội trưởng bên phía U23 Lào. Rất là hiểm hóc. Ngay những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai, U23 Lào đã có được lợi thế dẫn bàn. Còn đáng khen ngợi hơn đối với cầu thủ U23 Lào khi đây là trận đấu mà họ đã để cho cầu thủ U23 Philippines có được bàn thắng vừa lên dẫn trước. Pha đá bóng và đi bóng của Phimarsen. Chào vui này Phimarsen. Cú dứt điểm. Và như vậy là tỷ số đã được nâng lên là 2. Vừa rồi là bàn thắng của đội trưởng Lam Nào. Như vậy là Lam Nào đã vừa lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại SEA Games với bàn thắng thứ 5 của mình. Ta cùng một lần nữa xem lại pha dứt điểm rất tốt của tiền đạo mang áo số 8 bên phía cầu thủ U23 Lào. Một pha dứt điểm ở ngay góc gần và cú sút của Lam Nào đã khiến cho thủ thành Emerson Carlos bị sửa lưng. Emerson Carlos đã và những nỗ lực của U23 Lào vẫn chưa thể được đền đáp với bàn thắng quân bình tỷ số. Sukaphone. Gol! Vào! 1-0. Đội trưởng Lam Nasita lần này đã phá bẫy quý vị thành công và một phần thưởng xứng đáng với những gì mà đội bóng áo đỏ đã thể hiện kể từ đầu trận. Và bây giờ hai đội sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Cú dứt điểm rất nhanh của Lam Nasita đã giúp cho đội trưởng của U23 Lào có được bàn thắng thứ 3 tại SEA Games thứ 26 này. Sau rất nhiều những tình huống dứt điểm và chuyền bóng không tốt, cuối cùng Sukaphone cũng đã có được đường truyền cho đội trưởng của mình lập công. Kalea rất khéo. Kalea đang ngã trong vòng cấm. Sẽ là penalty dành cho cầu thủ Lào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Một chiếc thẻ vàng. Pha thoát xuống là cuộn. Lam Nào dứt điểm. Rất chính xác. Tỷ số đấy. Cầu thủ áo đỏ có thể tìm kiếm được tới 3 bàn gỡ. Và thậm chí có được 3 bàn gỡ đi chăng nữa thì cầu thủ Timor Leste cũng sẽ khó có cơ hội để cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu với Việt Nam và Myanmar. Điều đó đã không được lặp lại, ít nhất là trong trận đấu đầu tiên này. Rất nguy hiểm! Một đều! Cũng là một cú đánh đầu. Có lẽ là pha làm bàn của Lam Nasita. Bàn thắng khơi dậy được sự hưng phấn từ phía cầu thủ U23 Lào. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú đánh đầu của Lam Nasita có lẽ là hơi chạm vào chân của một hậu vệ bên phía U23 Myanmar. Rất hiểm hóc. Cho dù thủ thành Thiasitu đã bay hết cỡ nhưng cũng không thể chạm được tay vào bóng. Chiến thắng của đội Singapore với tỷ số 9-0. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho đội tuyển U23 Lào. Rất bất ngờ.